À, kính thưa thầy Thành, thầy, thầy Hồi và các anh chị đồng nghiệp thì à, theo um, lời mời của ban tổ chức hội nghị hội pháp Việt Nam thì tôi xin báo cáo cái bài à, CBD ở người không hút thuốc lá thì thực sự à, cho tới thời điểm này thì Việt Nam mình có thể là đã phát triển nhiều cho nên là cái tỷ lệ người mà à, sử dụng chất đốt và là sinh khói á, là nó nó giảm xuống rồi có thể ở vùng quê sẽ gặp những cái bệnh nhân này nhiều hơn và nếu mà các anh chị ở thành phố thì thấy cái tỷ lệ này nó sẽ ít đa số là mình gặp OPD ở người hút thuốc lá nhưng mà thực sự nó, nó nó vẫn có những cái bệnh nhân này cho nên nó lý do tại sao mà tôi sẽ trình bày cái bài này như cái slide không chuyển được <laughs> ok rồi à. Rồi, thì trong bài trình bày này tôi sẽ nói về tầm quan trọng tại sao chúng ta phải quan tâm tới CBD ở người không hút thuốc lá, cái thứ hai là đặc điểm lâm sàng của họ như thế nào và chúng ta sẽ điều trị uh, ra sao. <laughs> Nó không có <laughs> okay. bình. Rồi, uh, tại sao chúng ta phải quan tâm tới CBD ở người hút thuốc lá bởi vì cái uh, cái lưu hành độ của CBD ở người hút thuốc lá người ta thấy có thể là 1/4 tới 1/5 uh, ở trong số những người bị CBD và bệnh này đa số là được loại ra khỏi các nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng cho nên chúng ta có rất ít thông tin về cái uh, bệnh này thì cái lưu hành độ nó sẽ dao động tùy theo từng quốc gia tức là do người ta sử dụng cái tiêu chuẩn để chẩn đoán đi ví dụ như tại Mỹ thì người ta thấy khoảng 20% nhưng mà à, 25% các anh chị sẽ thấy nhưng mà ở những nước khác thì có thể nó sẽ à, cao hơn tức là nó dao động tùy theo từng quốc gia và ở tại Việt Nam chúng ta thì là à, trong một cái nghiên cứu được tiến hành ở vùng châu Á Thái Bình Dương thì ở Việt Nam khoảng à, 21% đang 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 chỉnh sửa vậy hả? ok ở Việt Nam thì chúng ta thấy là khoảng 21 là bị người sim đi là ở những người mà không hút thuốc lá thì ở đây là một cái nghiên cứu mới vừa công bố đây là một nghiên cứu mới vừa công bố ở mà 40 mước 41 nơi trên thế giới à, đánh giá về cái tình trạng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta coi thì trong số những người mà từ 40 tuổi trở lên thì cái lưu hành độ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bao nhiêu phần trăm thì thấy nam giới là 11,2 phần trăm và nữ giới là 8,6 phần trăm và trong số những người đó thì xem thử là cái những cái yếu tố nào mà gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì rõ ràng là hút thuốc lá vẫn là cái nguy cơ Uh, quan trọng nhất thì trong số những người uh, bị bệnh phổi tắc nghẽn mang tính thì hút thuốc lá người ta thấy là năm 5 năm là do hút thuốc lá và cái, những cái yếu tố khác không phải hút thuốc lá thì uh, thường là uh, giáo dục thấp thì, những người giáo dục thấp á, thì có thể là họ liên quan tới những cái nghề nghiệp uh, ví dụ như bụi nghề nghiệp rồi hút thuốc lá thụ động hay là làm việc trong những cái môi trường mà không có uh, môi trường mà tiếp xúc với bụi và đặc biệt là tiền căng lao cũng có thể là gây ra cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở đây chúng ta thấy là khoảng ba mươi sáu là nó, những người này là liên quan tới lao rồi hút thuốc lá thụ động chúng ta thấy là 0,31% tức là trong số những người mà trên 40 tuổi thì 0,31% là à, có bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà người ta thấy là đó là do hút thuốc lá thụ động cho nên chúng ta cần phải chú ý những cái yếu tố đó vậy thì những yếu tố nguy cơ gây ra CVD mà không phải do khói thuốc lá thì chúng ta coi lại thì thấy là chất đốt uh, tức là khói của chất đốt sinh khối ví dụ như là than rồi củi thì thấy là nguy cơ bị bệnh phổi tắc nghẽn tính là nó tăng khoảng 2,3% rồi hút thuốc lá thụ động thì có thể là 1,4 tức là 1,5% tức là nó, nó tăng nguy cơ so với người không có hút thuốc lá thụ động hoặc là bị làm những nghề mà phơi nhiễm với bụi nghề nghiệp thì nó cũng tăng nguy cơ lên có thể là phải phần trăm và di chứng lao chúng ta thấy là có thể lên tới 3% tức là những người bị di chứng lao đó thì cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cái tình trạng mà tiếp xúc với khói của chất đốt sinh khối là nó tùy theo từng quốc gia tức là tùy theo cái cái bếp. Ở đây là hình ảnh của những cái nước khác nhau à, tùy những nước khác nhau thì cái cái bếp nó sẽ khác nhau và cái việc mà tiếp xúc với khói đó đó là nó có gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không là à, tùy theo cái thời gian người ta tiếp xúc với khói đó rồi cái tình trạng thông khí của nhà bếp nó có tốt hay không nhưng mà những cái chất đó khi mà đốt đó thì nó nó được gọi là những cái chất có hiệu đốt rất thấp cho nên khi mà đốt thì nó sẽ tạo ra những cái hạt nhỏ và mình những hạt mà rất là nhỏ mà mình phải hít vào phổi hoặc là nó tạo ra những cái khí CO, NO2, S ô um, uh, 4 tức là nhiều thứ đó thì nó sẽ gây ra tình trạng viêm trong đường dẫn khí và từ đó sẽ gây ra cái bệnh phổi tắc nghẽn mang tính còn bệnh lao thì chúng ta biết rồi sau khi ví dụ đây là một nghiên cứu ở vùng châu mỹ latin họ, lọ, họ kiểm chứng theo sau khi họ phân tích lại rồi uh, họ hiệu chỉnh cho tất cả các yếu tố rồi hút thuốc lá hay là uh, giới tính rồi uh, uh, tiền căng tiếp xúc với khói chất đốt uh, um, uh, sinh khối tất cả được hiệu chỉnh hết thì rõ ràng là thấy bệnh lao nó vẫn làm tăng nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đối với nam thì khoảng là 4,5% và đối với nữ là khoảng phần à, 2% vậy thì bệnh nhân mà điều trị lao trễ thì để lại di chứng thì nó cũng có thể gây ra cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính à, như vậy thì có nhiều yếu tố không phải thuốc lá vẫn gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vậy đặc điểm lâm sàng của những cái bệnh nhân này thì như thế nào thì người ta nhận thấy rằng là khi mà so sánh giữa một người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do hút thuốc lá với người mà do tiếp xúc với khói chất đốt sinh khối thì có đặc điểm lâm sàng nó khác nhau thường là hút thuốc lá đa số là xảy ra ở nam giới còn à, cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do tiếp xúc với khói chất đốt sinh khối là xảy ra ở phụ nữ đa số là phụ nữ lớn tuổi ở vùng nông thôn và tôi thỉnh thoảng cũng gặp những cái bệnh nhân như thế này họ không hoàn toàn không hút thuốc lá và viêm phế quản mạng tức là người ta có triệu chứng kho khạc đàm thì gặp ở những người mà tiếp xúc với khói chất đốt sinh khối nhiều hơn là cái người mà hút thuốc lá và có tình trạng nếu mà chúng ta chụp ct ngực đó thì thấy những người mà tiếp xúc với chất đốt khói chất đốt sinh khối thì nó có tình trạng nó tổn thương ở đường giãn khí nhiều hơn À, tức là nó dày thành đường dẫn khí còn trong khi những người mà hút thuốc lá thì là tổn thương chủ yếu lại là à, khí phế thủng như vậy thì nếu điều trị thì hiện giờ mình có thuốc mà đánh vào đường dẫn khí thì điều trị thì những người này sẽ hiệu quả hơn là những người mà bị đi mà do hút thuốc lá và mô bệnh học thì rõ ràng là người ta thấy là những người mà tiếp xúc với khói đó đó thì là có nhiễm bụi than nếu mà soi phế quản vào thì thấy là cái lòng phế quản cái niêm mạc nó đen lên rồi cái đường dẫn khí nó bị nhỏ và nó bị dày bị, bị sơ trong khi ở bên kia thì chủ yếu lại là khí phế thủng tức là nhìn dưới kính hiển vi thì thấy bên hút thuốc lá thì khí phế thủng nhiều hơn và nếu nếu mà khí phế thủng thì chúng ta hiện tại các thuốc mà điều trị nó sẽ không hiệu quả lắm ở đây là một cái nghiên cứu ở tại Đan Mạch họ à, à, coi những cái người mà có bị tắc nghẽn đường dẫn khí hay không thì thấy rằng là trong số những người mà được chẩn đoán là CBD thì thấy có 22% là không hút thuốc lá. Thì cái cột này mấy chị sẽ thấy là những người mà CBD không có hút thuốc lá đó thì thấy là cái tình trạng mà có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào đó nó sẽ thấp hơn là những người mà CBD có hút thuốc lá hoặc là đã từng hút thuốc lá. Ở đây 16% mà trong khi bên chỗ những người mà có hút thuốc lá hay là đã từng hút thuốc lá thì có thể 30 cho tới 48%. Và tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí cũng vậy thì đa số những người mà CBD không hút thuốc lá thì là FEV1 nó trên 80%. Còn trong khi những người kia thì nó lại thấp hơn Còn cái tỷ lệ mà f 1 dưới 30% thì chỉ không phải 5% mà thôi Như vậy thì những người mà CPD không hút thuốc lá thường là cái triệu chứng mặc dù nó nhiều hơn uh, uh, xin lỗi triệu chứng ít hơn và cái tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí nhiều hơn và đó là những người mà thường là chúng ta bỏ sót chẳng đoán bởi vì là bệnh nhân triệu chứng ít nhiều lúc không có đi khám bệnh và ở đây cũng các nghiên cứu đó họ coi thì trong số những người mà CPD uh, có không hút thuốc lá đó thì cái tình trạng mà nhập viện vì COPD nó như thế nào so với những người mà CVD có hút thuốc lá. Thì rõ ràng ở đây khi so sánh với những người mà không hút thuốc lá mà không bị COPD thì những người mà à, không bị COPD mà không hút thuốc lá đó thì nguy cơ mà bị nhập viện vì đợt cấp COPD nó thấp hơn là những người mà mà đã từng hút thuốc lá hay là hút thuốc lá và viêm phổi cũng vậy nó cũng sẽ ít hơn và hầu như họ không bị uh, ung thư phổi trong khi những người kia những người mà hút thuốc lá thì nguy cơ ung thư phổi tăng lên và trong uh, cũng trong nghiên cứu này thì họ coi lại cái tỷ lệ tử vong họ theo dõi bệnh nhân 5 năm 10 năm và thấy rằng là những người mà ở cái đường trên này là những người mà không hút thuốc lá và không bị siêu đi còn cái đường uh, kế tiếp là những người mà uh, bị siêu đi và và không hút thuốc lá thì họ sống sẽ tốt hơn cái, cái khả năng mà sống sót sẽ tốt hơn những người mà bị đi có hút thuốc lá vậy thì về mặt tiên lượng thì thấy rằng những người đi không hút thuốc lá thì tương lượng sẽ tốt hơn những người có hút thuốc lá còn di chứng lao thì người ta thấy là nếu mà tổn thương phổi nó càng rộng đó thì di chứng lao nó sẽ gây ra tắc nghẽn đường thở nó càng tăng ví dụ đây là một nghiên cứu ở tại hàn quốc họ xem xét những người mà đã sau khi điều trị lao xong và có tổn thương để lại di chứng ở trên ít quang thì thấy là những người mà có bị tắc nghẽn đường dẫn khí thì trong trường hợp này mình được chẳng đoán là đi mà thì thấy tới 54% là bệnh nhân không hoàn toàn không hút thuốc lá vậy thì CBD có bị bị di chứng lao có thể gây ra cái tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí và mình chẳng đoán là uh, bị CVD và những người này nếu mà chụp trên CT mình thấy là 81% thì bị giãn phế quản vậy thì giãn phế quản đây là một kiểu hình đặc biệt và khi mà điều trị thì chúng ta hạn chế sử dụng ICS cho những người bị CBD mà liên quan tới di chứng lao chúng ta chủ yếu là thử sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng dạng hít kéo dài và rõ ràng là cái điều thuốc điều trị ở đây họ cũng chủ yếu là sử dụng là thời đó năm 2013 họ sử dụng lama là chủ yếu rồi kế đến mới là ICS và lava vậy thì chúng ta sẽ điều trị cho những người CMD mà không hút thuốc lá hay như thế nào thì thật sự không có một cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng nào cho những người này cho nên chúng ta chủ yếu suy diễn từ những cái nghiên cứu mà bệnh nhân CMD có hút thuốc lá thì điều trị tương tự như thế nhưng mà đặc biệt chúng ta phải chú ý tới cái tình trạng là những người này tiếp xúc với những cái chất mà nó gây ra bị CMD. Ví dụ như bệnh nhân có tiếp xúc với khói than củi thì chúng ta phải tránh yếu tố nguy cơ đó. Bằng cách là chúng ta làm cái bếp mà sao mà nó thông khí tốt hơn Hoặc là chuyển qua sử dụng những cái nhiên liệu nó sạch Ví dụ đang nấu than củi thì chuyển qua nấu ga Nhưng mà đó là tùy theo điều kiện kinh tế của uh, từng gia đình Còn điều trị thì cũng suy diễn giống như là những cái trường hợp mà CFD có hút thuốc lá nhưng mà chúng ta cũng lựa chọn hồi sáng nay chúng ta nghe thầy Châu đã báo cáo rồi có nhiều bác sĩ báo cáo trong việc mà sử dụng thuốc điều trị như thế nào. Nhưng mà đây là một nghiên cứu họ ở tiến hành ở tại Mexico tức là một nơi mà nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn phải sử dụng than củi để nấu thì họ coi thử những cái thuốc nào thì nó có thể uh, tác động nó cải thiện chức năng phổi ở bệnh nhân những người phụ nữ mà tiếp xúc với khói than củi. Ở Đây cái nghiên cứu tương đối nhỏ chỉ có 42 bệnh nhân mà thôi và mình thấy là cái chức năng hô hấp của nó của những bệnh bệnh nhân này còn tương đối cao f 1 còn 55% và rõ ràng nhìn ở đây thấy tới 68% bệnh nhân chưa từng chẩn đoán COPD hoặc là chưa từng điều trị như vậy là nhiều bệnh nhân này được bỏ sót chẩn đoán và ở đây trong cái nghiên cứu này họ coi cái Fov1 và uh, cái cái cột màu 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 đỏ đỏ này mấy chị thấy là ví dụ ở đây là trước khi uh, dùng thuốc Indacateron rồi cái đỏ hơn là sau khi sử dụng thuốc uh, Indacateron và thấy là sử dụng Indacateron thì nó cải thiện Fov1 so với không sử dụng và bên đây là tiotropium tức là cũng cũng vậy và thấy là sử dụng lama đó thì nó f 1 cũng sẽ cải thiện nhưng mà giữa hai thuốc này thì không có sự khác biệt về việc cải thiện cái chức năng phổi như vậy thì mình có thể sử dụng một trong hai thứ thuốc đối với những bệnh nhân đa số là triệu chứng nhẹ chúng ta chỉ cần sử dụng một cái loại thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài mà thôi có thể sử dụng la ba cũng được hoặc là lama cũng được thì nó cũng sẽ cải thiện được chức năng phổi và lúc đó sẽ cải thiện được cái nếu bệnh nhân có khó thở thì cải thiện khó thở cho bệnh nhân nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm làm sao tránh được cái việc mà tiếp xúc với cái yếu tố nguy cơ, à, cái diễn tiến của nó người ta theo dõi cái chức năng hô hấp của bệnh nhân và theo thời gian thì chúng ta sử dụng 30 phút là nó cải thiện cái cái IC trong trường hợp này giống như là à, dung tích sóng uh, hít vào của bệnh nhân mà dung tốc dung tích sống hít vào mà tốt lên thì khả năng gắn sức của bệnh nhân cũng tốt lên và sử dụng La ba hoặc là La má đều cải thiện giống như nhau và kéo dài 24 giờ vậy thì đối với những bệnh nhân này chúng ta suy diễn đa số là nhẹ cho nên là chúng ta chỉ cần sử dụng một thuốc giải quản tác dụng dạng hít mà thôi tùy theo chúng ta có thuốc gì chúng ta sẽ sử dụng uh, thuốc đó và đối với mà bệnh nhân bị CBD mà kèm di chứng lao thì chúng ta cũng điều trị như uh, cái, khuyến cáo của G 2020 nhưng mà chúng ta chú ý là đa số những bệnh nhân này lại liên quan tới giãn phế quản thì chúng ta phải sử dụng thuốc giãn quản tác dụng kéo dài dạng hít hơn là sử dụng cái uh, ICS ví dụ nghiên cứu này ở tại Hàn Quốc họ cho thấy là nếu mà chúng ta sử dụng Indacaterol đó thì thì cái FEV1 nó sẽ cải thiện hơn so với nhóm bệnh nhân mà không sử dụng uh, Indacateron hay là sử dụng giả dược. Và cái tình trạng khó thở nó cũng sẽ uh, cải thiện tới uh, thang điểm mà TDI cải thiện hơn một điểm trở lên thì cái nhóm mà sử dụng Indacateron nó cải thiện hơn là cái nhóm sử dụng uh, giả dược một cách có ý nghĩa thống kê. Thì đối với bệnh nhân uh, và nếu mà chúng ta sử dụng LAMA đó thì thấy là những cái bệnh nhân mà có di chứng lao phổi thì nó cũng sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong nếu chúng ta theo dõi bệnh nhân theo thời gian dài. Và nó giảm khoảng 60% cái nguy cơ tử vong dù chúng ta hiệu chỉnh do tất cả những yếu tố khác thì để kết luận rằng là chúng ta thấy là khoảng 1 phần tư tới 1 phần năm bệnh nhân CBD cũng cho chúng ta là liên quan tới tình trạng không hút thuốc lá tức là những yếu tố khác gây ra CBD chứ không phải là hút thuốc lá và những yếu tố nguy cơ thường là tiếp xúc với khói chất đốt sinh khối hay là bụi nghề nghiệp hoặc là di chứng của lao và tiên lượng của những người này thì tốt hơn những người mà đi có hút thuốc lá và đặc biệt là triệu chứng họ nhẹ hơn tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí nhẹ hơn cho nên chúng ta điều trị có thể sử dụng một loại thuốc giãn hơi quản tác dụng kéo dài giãn hít là đã đủ cho bệnh nhân này thì phần trình bày của tôi đến đây là hết cảm ơn các anh chị đã theo dõi cảm ơn.